Vâng, xin chào các bác nhé. Ngày hôm nay em sẽ đổi phong thủy là đun trực tiếp trên cái bếp nhà em luôn. Đây, đấy, đây là khu bếp nhà em nhé. Thì em sẽ đun thử hai con son này cho các bác, hai cái ấm này. Hai cái ấm này thì nó rất là gọn các bác nhé, đấy, tiện và gọn. Đây, nó rất là nhìn nó rất là xinh các bác nhé, nhìn rất là xinh. Này, bác nào mà mua tặng các chị hay đun nước ấy, kiểu như là mình cần những cái mục đích, ví dụ như là pha cốc cà phê này, đấy, pha cốc cà phê gọi là ít nước thôi, gọi là một hai người vào uống cốc trà, mình có thể đun bằng cái này, nó rất là tiện, nó nhanh các bạn, đun rất nhanh đấy, gọn gàng, cái này mà nó lại còn đẹp các bạn, này thiết kế rất đẹp luôn đấy, rất là gọn gàng này đấy. Cái hay của nó là gì, gọn gàng và đun cũng rất là nhanh đấy. Mình pha ví dụ một cốc hai cốc cà phê thì quá tiện, cái này thì nói chung là mình pha khoảng chục cốc cà phê cũng được, nhưng mà mình đun ít thôi thì nó vừa gọn, nó xinh các bạn, nó nhanh đấy. Ngoài ra thì nó mang yếu tố là trưng bày cũng rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây, này, rất là đẹp, inox bóng lừ, hàng nội địa Nhật hết các bác nhé, hàng chuẩn Nhật luôn. Đấy. Đây. Đấy. Bên trong nói chung là đẹp lắm, ngoài còn đẹp này cũng ở trong đúng không ạ. Đây, em sẽ tắt bếp mở vung cho các bác xem nhé. Đây, bên trong nó rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp, tiện và gọn. Đấy, ví dụ như là các bác nào mà vị có con nhỏ ấy, cần đun nước thì nó pha sữa hay là quấy bột đấy, thì mình có thể dùng những cái này rất là nhanh. Hoặc là ví dụ các bác nào mà có tuổi mà nhu cầu gọi là dùng nước không quá nhiều đấy, hoặc là mình chỉ đun một ít thôi để mình ví dụ nấu bát canh hoặc là mình làm cái gì đó nó nhanh gọn, thì mình có thể sử dụng những cái này, nó tiện đấy, nó đun rất là nhanh và rất là tiện. Thay vì các bác phải dùng những con ấm nó to nó cồng kềnh thì mình dùng những con này nó tiện cực kỳ luôn đấy. Để ở đây em nói ví dụ nhé, để cái khu bếp nhà mình thôi, các bác nhìn nó xinh không? Này, đấy, nhìn nó gọn và nó rất là xinh đúng không ạ? Đấy, không cần gọi là quá là to tác mà mình chỉ đun ít rồi dùng cái này rất là tiện. Đấy thì nó là hàng nội địa của Nhật hết các bác nhé, tất cả những con này là em nhập trực tiếp từ bên Nhật về nhé. Đấy, hàng nội địa của họ. Về giá thì em báo luôn nhé. Con này thì để các bác là 250k. Đấy, con này thì là 190k. Đấy, bác nào lấy combo cả hai cái thì quá tuyệt vời luôn. Đây, hai cái để combo thì quá đẹp luôn. Đấy. Hoặc có thể lấy một cái cũng được. Kích cỡ rất là gọn. Đây, các bác nhìn này, nó cực kỳ gọn luôn. Đấy, các bác xem video thì nó có thể là nó sẽ phóng đại lên, nhưng mà nhìn thực tế nó đẹp lắm các bạn, nhìn thực tế nó mới đẹp, nó mới gọn. Đấy, rất là gọn đẹp luôn. Đây nó chừng khoảng là nếu mà tính gang nhé thì nó chừng khoảng chưa đến 1 gang. Đấy, chưa đến 1 gang, tức là đây các bác hình dung nó bé. Các bác dùng hình dung chưa đến 1 gang của các bác. Như cái con này thì đường kính đế của nó thì nó rơi khoảng là, em xem nào, đường kính cái phần đế con này thì nó rơi khoảng là 10, nó phải rơi vào khoảng là 10 10 14 các bác, đường kính con này là 14. Còn con này thì đường kính chắc nó phải rơi khoảng là 10 15 đến 16 cm. Đấy, đường kính nó khoảng 15 đến 16. Đấy. Về giá thì như nó báo nhá. Con này là 250, con này thì 190. Đấy, bác nào lấy combo hai cái càng tốt. Rồi, đấy thì mọi thông tin đặt hàng thì alo cho em qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Một trong hai số, gọi số nào cho em được. Hoặc có thể là qua trực tiếp cửa hàng đấy nhé. Cửa hàng em thì ở số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Em xin chào và kết thúc video tại đây nhé.